Trương Đức Hai, anh hùng bắn tỉa từng khiến quân địch nhiều phen khiếp đảm. Các bạn thân mến, vào những năm 1964 đến năm 1968, Đế quốc Mỹ tăng cường ném bom, cày xới mảnh đất nơi tuyến đầu miền Bắc xã hội chủ nghĩa thuộc tỉnh Quảng Trị. Trong cuộc chiến ấy, anh hùng bắn tỉa Trương Đức Hai đã tham gia đánh hàng trăm trận, tiêu diệt nhiều tên địch và ác ôn đầu sỏ bán nước hại dân. Những người lính bắn tỉa như ông Trương Đức Hai đã đi vào lòng người dân hai bên vùng vĩ tuyến 17 thời kỳ đó như một biểu tượng sáng ngời về ý chí gan dạ, bất khuất. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về Trương Đức Hai và những chiến công của ông trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Một, Trương Đức Hai, xạ thủ bắn tỉa trên đường 9 Nam Lào. Trương Đức Hai sinh ra và lớn lên trên vùng đất có hàng rào điện tử McNamara, hòng ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc đối với miền Nam. Ông Hai lớn lên tại làng Hải Chữ, xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, nằm ở phía bờ nam sông Bến Hải. Thời kỳ những năm 1966 đến 1972, chiến trường Gio Linh là một trong những mặt trận ác liệt. Ông chứng kiến sự dã man, tàn khốc của chiến tranh. Chứng kiến những cảnh ấy, chàng trai thanh niên trẻ khi mới lên 16 tuổi Trương Đức Hai đã tham gia vào lực lượng vũ trang đánh Mỹ. Đến năm 19 tuổi, ông Hai được phân công về chiến đấu tại chiến trường Gio Linh, khu vực đường 9, với nhiệm vụ bao vây, bắn tỉa bọn giặc Mỹ. Lớn lên, ông sống trong nỗi đau chia cắt bởi giới tuyến tạm thời, nên tuổi thơ của ông phải trải qua những năm tháng nhọc nhằn và đã chứng kiến những tội ác dã man của đế quốc Mỹ, Ngụy đối với làng xóm quê hương. Chính thời đại ấy đã sản sinh ra một con người huyền thoại, Trương Đức Hai. Bằng khả năng thiện xạ của mình, có 102, ông Hai đã trở thành xạ thủ bắn tỉa làm kinh hồn bạt vía bọn đế quốc Mỹ. Ông Trương Đức Hai còn cải trang thành lính thủy đánh bộ giặc Mỹ, luồn sâu vào hàng ngũ của địch, bắn hạ những tên sừng sỏ ác ôn. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã đề xuất phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho ông. 2. Thủ lĩnh của biệt đội bắn tỉa. Tham quan ngôi nhà nhỏ của ông, nằm khuất sau con hẻm trên đường Lê Duẩn, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Ông Đức Hai tự hào giới thiệu về những bức ảnh và kỷ vật của một thời hoa lửa. Với ông Hai, đó là những ký ức hào hùng không thể nào quên trên con đường binh nghiệp. Ông sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng ở đất lửa Gio Linh. Năm 14 tuổi, ông Đức Hai viết đơn xin đi bộ đội nhưng không được chấp nhận vì còn quá nhỏ. Đến năm 16 tuổi, ông Hai gia nhập lực lượng vũ trang của xã Trung Hải, một xã nằm ở bờ nam sông Bến Hải, tỉnh Quảng Trị và trở thành một chiến sĩ du kích nhỏ tuổi nhất ngay trong lòng địch. Ông thường kể rằng, ngày đầu được bộ đội về dạy cách bắn súng, tôi phấn khởi lắm. Tôi chỉ cần học 2 ngày là tôi đã biết tháo lắp súng, lên đạn, khai hỏa một cách thuần thục, được các chú bộ đội trong xã đội khen. Sau hơn 1 năm tham gia quân ngũ, ông đã trở thành trung đội trưởng, rồi lên xã đội phó và làm xã đội trưởng vào lúc vừa tròn 19 tuổi. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Nhớ lại một trận đánh với trung đoàn số 2 của bọn Ngụy Quyền, ông Trương Đức Hai kể rằng, đó là giữa năm 1967, quân Mỹ tăng cường mở rộng, tái chiếm lãnh thổ, nên ông Hai nhận nhiệm vụ chỉ huy các cánh quân du kích, chặn đứng hướng tấn công của chúng từ phía biển lên. Quân địch cứ càn đến đâu thì du kích của ta phối hợp với bộ đội chặn địch đến đó. Khi ấy, Trương Đức Hai đã tham gia đánh tỉa nhiều trận, chống càn liên tục suốt từ năm 1968. Xét về hỏa lực lúc đó so với quân số của giặc Mỹ, thì quân du kích bị chúng áp đảo hoàn toàn. Nhưng với quyết tâm, thà hy sinh chứ không lùi bước, quân đội du kích của ta do xã Trung Hải đã hoàn thành nhiệm vụ cầm chân quân Mỹ, chờ bộ đội chủ lực đến tiếp ứng. Trong cuộc chiến đấu không cân sức ấy, ông Đức Hai đã dùng súng trường CKC bắn hạ gần 20 tên lính Mỹ, trong đó có 2 tên chỉ huy. Trong những năm 1966 đến 1972, Gio Linh trở thành tuyến lửa với những cuộc đối đầu khốc liệt giữa hai bên chiến tuyến. Ta và giặc Mỹ tranh nhau từng tấc đất, từng lũy tre. Đế quốc Mỹ lúc bấy giờ cũng phải dốc hết kho vũ khí ném vào mặt trận Quảng Trị để quyết một phen sống mái với quân giải phóng của chúng ta. Cùng với ném bom, chúng tăng cường bắn phá có tính chất hủy diệt. Đế quốc Mỹ đã xây dựng tuyến hàng rào điện tử McNamara hòng răng bẫy và tát nước bắt cá nhằm ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc đối với chiến trường miền Nam. Trước những diễn biến ngày càng phức tạp, cấp trên quyết định điều động Trương Đức Hai về tăng cường cho xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh.
một địa điểm quyết chiến chiến lược ở mặt trận Quảng Trị với quân thủ. Tại đây, ông Trương Đức Hai được giao nhiệm vụ chỉ huy một đơn vị dân quân địa phương với gần 150 người, phối hợp với các lực lượng bộ đội chủ lực bao vây bắn tỉa bọn địch ở cứ điểm 31, kìm chân chúng, không cho chúng càn quét bắn phá, đồng thời mở đường cho quân ta đánh sâu vào các cứ điểm cảng cửa Việt. Ông Hai kể rằng, quân địch bố trí các cứ điểm chốt chặn rất chặt chẽ, kiên cố. Nếu bất ngờ tập kích thì sẽ gây thương vong lớn cho quân đội ta. Tôi chọn 5 chiến sĩ có tài thiện xạ, bắn bách phát bách trúng, cùng đột nhập vào doanh trại của bọn giặc, tiến hành phục kích, bắn tỉa từng tiểu đội của chúng. 5 ngày liền, ông Hai cùng đồng đội ăn lương khô, uống nước lã cầm hơi để tiêu diệt các tiểu đội của địch đi tuần tra. Trận ấy, ông Đức Hai đã diệt hơn 70 tên giặc, trong đó có 3 lính Đại Hàn Dân Quốc và 4 quân lính Mỹ. Phát hiện có bộ đội đột nhập bắn tỉa, quân địch càng tăng cường phòng thủ và sử dụng xe thiết giáp đi tuần đêm vô cùng nghiêm ngặt. Quyết không chịu thua, ông Đức Hai cùng đồng đội bí mật bám theo các đoàn xe thiết giáp chở quân lính. Chỉ cần chúng sơ hở là dính đạn của các xạ thủ, gục ngã ngay. Với cách đánh du kích của ta, tiểu đội dân quân địa phương của ông Đức Hai đã khiến lũ giặc kinh hồn, bạt vía không dám manh động đi càn quét và đốt phá làng mạc. Sau chiến dịch bắn tỉa thắng lợi, ông Đức Hai lại lên đường nhận nhiệm vụ mới về huấn luyện và chiến đấu với du kích xã Do Lễ, một xã nằm cận kề quận lỵ của bọn ngụy quyền Sài Gòn, quận Do Linh và cứ điểm Dốc Miếu. Do nằm ở phía trong gọng kìm kiểm soát của bọn giặc nên các hoạt động quân sự, dân vận của quân giải phóng của ta gặp rất nhiều khó khăn. Ông Hai, huyền thoại bắn tỉa đã kể lại về giai đoạn lịch sử này rằng: cứ 2 ngày, bọn lính Mỹ cùng đám lính Đại Hàn Dân Quốc lại cho quân đi càn, đốt phá, bắt bớ những cán bộ hoạt động cách mạng. Đội du kích Do Lễ nhiều lần xin ra quân chặn địch nhưng không được chấp nhận do tương quan lực lượng yếu. Vũ khí trang bị của ta quá mỏng. Thấy bọn địch lộng hành, giết hại đồng bào nhưng anh em cũng phải nín nhịn, nhẫn nhục. Giữa lúc tình hình đang bế tắc, ông Đức Hai nghĩ ra một cách đánh địch mưu trí, táo bạo. Với vóc dáng cao lớn, ông Đức Hai lấy quần áo của một tên sĩ quan lục quân của Mỹ mà du kích bắt được trong một trận càn, khoác trên mình rồi ung dung bước vào một doanh trại của bọn lính Cộng Hòa. Ông Hai thường nhớ lại, thấy tôi mang quân phục thủy quân lục chiến nên bọn ngụy quyền không dám nghi ngờ. Nhờ đó tôi cũng có điều kiện vẽ lại được sơ đồ bố trí các tuyến phòng ngự của giặc ở Do Lễ để phục vụ cho các trận đánh về sau này. Cũng nhờ vào việc cải trang vào vai sĩ quan thủy quân lục chiến Cộng Hòa mà ông Đức Hai có cơ hội tiếp xúc và bí mật tiêu diệt những tên ác ôn khét tiếng ngay trong nội bộ quân địch, ngay cả ban ngày. Vào đầu năm 1972, xã Do Sơn thuộc huyện Do Linh trở thành vùng giao chiến khốc liệt giữa ta và quân địch khi chúng huy động hơn 1.000 lính cùng xe tăng, xe vận tải, kho bom về tập trung tại đây, chuẩn bị cho một cuộc tiến công quy mô rất lớn. Một lần nữa, ông Đức Hai lại được điều về tăng cường cho xã Do Sơn. Ông Hai kể rằng, lúc tôi được điều về đây, dân trong xã đã bị giặc gom vào khu tập trung quán ngang, làng mạc bị đốt phá tiêu điều, các công sự bị bọn giặc Mỹ phá sập. Anh em du kích ở đây chiến đấu vô cùng gian khổ, khó cầm chân được quân giặc. Trước tình hình đó, ông Đức Hai yêu cầu mở một cuộc tiến công để giành lại thế kiểm soát, nếu không sẽ bị quân giặc lấn chiếm, đẩy ra khỏi Do Sơn. Yêu cầu trên được cấp trên là tỉnh ủy Quảng Trị chấp nhận và điều động đơn vị C4 bộ đội địa phương phối hợp với bộ đội du kích Do Sơn đánh vào chi khu quán ngang để đưa nhân dân ra khỏi khu tập trung, ra khỏi các ấp chiến lược. Đây được xem là tiếng súng khai hỏa đầu tiên mở cuộc tổng tấn công mùa xuân năm 1972 trên toàn chiến trường tỉnh Quảng Trị. Với những chiến công hiển hách, oai hùng đó trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông Trương Đức Hai được cấp trên tặng thưởng 6 danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ, Dũng sĩ ưu tú và hàng chục các huân, huy chương các loại cùng nhiều bằng khen, giấy khen khác. 3. Huyền thoại của xưa và nay, phận gà trống nuôi con. Ông Phan Đình Sắt nhận xét về ông Hai rằng, về khả năng thiện xạ thì không ai so bằng ông Trương Đức Hai. Ông ấy đã khiến quân địch phải nể sợ, không dám gây nợ máu với cách mạng, với nhân dân ta. Nhìn về phía xa xăm, ông Đức Hai tự hào kể lại rằng, hồi đó tôi phục kích ở một ngọn đồi cát thuộc xã Do Mỹ để chờ một tên chỉ điểm dẫn tụi lính ngụy quyền vào làng bắt bớ dân làng. Trước đây, hắn ta vốn là một chiến sĩ du kích, nhưng sau đó ra hàng giặc, làm tay sai cho chúng, gây nhiều nợ máu với cách mạng, với nhân dân ta. Khi bọn chúng vừa bước vào làng, ở cự ly xa 350m, tôi đã quyết định khai hỏa bắn chết tên chỉ điểm ngay tại chỗ. Quân địch nghe tiếng súng đuổi theo, nhưng ông Hai nhanh trí đã kịp rút xuống hầm trốn thoát.
Chiến dịch giải phóng quán ngang thắng lợi, ông Hai được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cử về Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Cách mạng xã Do Sơn để cùng người dân nơi đây xây dựng, ổn định cuộc sống và sản xuất phát triển. Nhưng cuộc đời người xạ thủ số 1 như ông trên chiến trường oanh liệt, hào hùng bao nhiêu thì trở về với cuộc sống đời thường càng lận đận, gian truân bấy nhiêu. Chiến tranh kết thúc, ông lấy vợ, một cô nữ du kích do Mỹ ngày xưa cùng kề vai sát cánh chiến đấu bên nhau. Những tưởng cuộc sống sẽ tràn ngập hạnh phúc khi hai người lần lượt sinh 4 đứa con gồm 2 trai 2 gái. Nhưng tiếc thay, 7 năm sau ngày cưới, vợ ông mắc phải chứng bệnh nan y, không cách nào có thể chữa khỏi. Ông Hai vừa tần tảo làm đủ mọi công việc để mưu sinh, vừa chăm lo cho đám con thơ dại và người vợ trẻ nằm liệt giường. Không lâu sau thì vợ ông Hai ra đi, để lại 4 đứa con thơ dại. Nén nỗi đau thương vào trong, ông Trần Đức Hai chạy vẫy khắp nơi để nuôi các con đi học. Giờ ngẫm lại, ông Hai tự trách mình không làm nổi ngôi nhà cho vợ con sinh sống, phải mượn phòng của tập thể để đến lúc vợ nhắm mắt xuôi tay không có nổi một chỗ để quan tài. Hơn nửa cuộc đời chinh chiến đánh Nam dẹp Bắc, đấu tranh cho nền độc lập dân tộc. Bước qua tuổi 63 mà ông vẫn chưa làm nổi ngôi nhà đàng hoàng để ở, phải tá túc trong căn phòng chật hẹp, tạm bợ, nghĩ mà buồn tủi. Rót chén nước trà mời khách uống, ông trầm ngâm kể: thời bình này khó lắm, chỉ gan dạ chưa đủ đâu, giành giật việc làm để kiếm miếng cơm nuôi con mà đôi lúc cũng thấy nản người, không thể cố được. Dù cuộc sống còn vất vả khó khăn, nhưng ông Hai vẫn luôn tự hào vì 4 người con đã tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định. Hiện tại, đồng lương hàng tháng của ông Hai cộng mọi khoản vẫn chưa đến 2,5 triệu đồng. Ông Hai đã dành số tiền ấy để hương khói đồng đội. Bà con đã ngã xuống trong chiến tranh và lo liệu một cách tằn tiện, tiết kiệm hết mức cho cuộc sống của mình. Người lính xạ thủ ấy nay đã là một vị anh hùng chính danh. Trước đây từng được mệnh danh là xạ thủ bắn tỉa số 1 với vẻ ngoài rắn giỏi, đầy bản lĩnh, can trường. Những khẩu súng, tư trang ông Hai dùng trong chiến tranh bây giờ đã trở thành những kỷ vật chiến tranh được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Quảng Trị, vẫn còn cho đến ngày nay. Các bạn vừa theo dõi Trương Đức Hai, xạ thủ bắn tỉa huyền thoại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Hãy đăng ký kênh Chân Dung Lịch Sử và nhấn nút chuông ở bên cạnh để được cập nhật sớm nhất các câu chuyện và giai thoại về các nhân vật lịch sử nổi tiếng khác của Việt Nam và trên thế giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.